Hello và xin chào đón cho anh em đã quay trở lại với channel của Phương Thảo Phi Sinh. Thì nhiều anh em thấy em đánh cần tay tuyệt vời quá. Đây, toàn lại cần tay đánh tuyệt vời quá thì các bác cũng mua gây cần về để câu lục nhưng mà không biết nằm chục kiểu gì. Thì hôm nay em cũng đang làm đồ cho khách nhé, tiện em hướng dẫn các bác cách buộc chục cho một bộ câu lục cần tay nhé. Thì câu lục cần tay các bác đánh thì nên chỉ đánh bằng cần 8H và 10H. Và đánh sướng nhất sẽ là đánh bằng cây 10H các bác nhé. Đấy, cần tay đánh sướng nhất là cây 10H. Nhiều anh em cứ nghĩ là cây 10H nó cứng nhưng mà nó không phải là cứng như kiểu như là cây các cây AX, BX, CX mà các bác đánh lục sao bờ đâu. Ngọn này ngọn của nó là ngọn 2 ly. Đây ngọn 2 ly các bác ạ. Nào. Căng, căng nhưng mà vẫn mềm nên nó đủ lực để giật tung cái quả lưỡi ngũ 12 bay phịch phát mặt nước. Kèm theo quả phao bầu 20. Bay thẳng phát mặt nước đóng cá, mà khi đóng cá là nó lại víu cần xuống rất là sướng. Anh nó víu xuống cái là hình đang con cá nó quẫy nó không bị sốc. Và nhiều anh em cũng hỏi là tại sao cái này nó không có chống sốc, đúng rồi, lục mà không không nên dùng chống sốc ở đầu cần các bác nhé, giật nó bị mất lực. Thì giờ em sẽ tiến hành buộc một bộ trục gửi cho khách thì làm luôn cho anh em xem. Này, thứ nhất là về đầu tiên sẽ là buộc lưỡi nhé. Này lưỡi cần tay các bác nên chỉ đánh ngũ hoặc tứ này, nhiều anh em cứ sợ lọt cá đánh lưỡi lục nhưng mà lục không ăn thua, bác đánh loại này cá con cá to không lọt con nào đâu, đóng phát chết toi không dãy được. Đây dây trục và anh em đánh chỉ bằng dây dù các nhá, đừng đừng đánh bằng các loại dây cước làm gì, em bị nổ cước mấy lần rồi đấy, mất toi cái lưỡi. Các bác đợi em kiếm cái quả rau tam bữa mang để đâu ấy nhỉ. Rồi tìm thấy quả rau tam rồi. Bây giờ thì hành đầu tiên là các bác sẽ phải buộc lưỡi tùy vào độ lông sâu của nước mà các bác buộc lưỡi sao cho phù hợp nhé. Nếu mà nước nông quá thì mình phải buộc lưỡi nó cao lên đấy. Đấy, còn nếu mà cứ nước khoảng sâu trên 1 mét thì các bác buộc như này cho em lưỡi. Đây cách buộc lưỡi em có hướng dẫn biết anh em còn nhớ không. Đây coi nhá, cái lỗ của lưỡi này các bác xỏ qua, các bác phải nhớ xỏ hai lần dây qua lỗ như này thì nó mới không nổ trục của lưỡi được, chứ bác mà bộ một lần dây là giật nó càng dễ nổ cái trục này của lưỡi này đứt đấy, một dây nó siết là dễ đứt cái dây đấy. Bởi vì cái dây này lấy nét chính giữa cho bác xem, để dây dù của em này dây dù siêu bền, nó thi tiết là ác. Đấy, các bác xỏ qua hai lần lần này thì ai chắc là anh em xem video của em rồi cũng sẽ biết rồi, hai lần này và sẽ lấy cái dây con này dây thừa ngắn này cuốn này qua đây khoảng 3 vòng này. Cuốn qua trục được bằng 3 vòng, 1 vòng này, 2 vòng này, 3 vòng đấy, cần 3 vòng này các bác nhé. Rồi. Xong rồi xỏ cái dây qua cái quả lỗ này các bác ạ. Em nhìn qua điện thoại đau mắt quá. Đấy, xỏ dây này qua lỗ bắt thít. Cái thít thôi. Chắc nịch luôn. Em thấy chưa? Nghe này, anh em nhìn chắc nịch mà rất là đẹp, mối thít rất là đẹp. Xong rồi mình sẽ cắt phần dây thừa này đi. Đây này các bác cứ cắt buộc kiểu này thì các bác cắt sát cũng được. Đấy, ok. Ok chưa? Bác thấy này là ok chưa? À. Xong bây giờ vào cái phần ở trên trên này các bác này. Ở cái phần trên này các bác thít cho nó khoảng 2 mối. Là một cái lọng. Một phát. Cái con này không lên nét liên tục rồi. Đấy rồi, một phát. Phát nữa. Đấy các bác chỉ cần 2 thít thôi, không cần thít nhiều đâu. Cái dây này nó không như cước, anh em siết bằng cước đôi khi còn chạy cái loại dù này nó tốt lắm, mình siết càng siết nó càng giữ càng tốt, nó không bị trơn trượt. Đó, chứ anh em mà câu cái loại bằng dây cước em thật bác nó còn đôi khi các bác buộc còn hay bị tuột ở đây này, mấy này giật nó hay bị nổ linh tinh cả, nhưng mà dù không bao giờ có cái trường hợp thế. Rồi nha bác nhá. Rồi một đoạn này. Từ nữa này kéo ở lên trên này thì nó sẽ là một cái lọng. Rồi giờ bắt tạm lưỡi ngũ ra bên, tiến hành bây giờ buộc linh vào cần.
Đây, và bây giờ sẽ tiến hành buộc link vào cần các bác nhé. Để bác nhìn ngọn cần đeo. Đó, bác vấn cho nó khoảng một vòng này, hai vòng này, ba vòng này, bốn vòng. Rồi bác luồn cái này lên trên cái qua nó chui qua cái đầu ngắn nhỏ nhỏ của nó đấy. Cho nó chui qua. Đó, xong có thít thôi. Đấy. Đấy các bác thít nha, rất chắc luôn. Thít nếu thít sao đúng mà cái lỗ cao su của cần 12 này. Đấy, và rất là chắc. Và bây giờ các bác đánh đo chung là em đánh cần này đấy thì là để cá nó vít cần thì em toàn đánh trục ngắn thôi. Nhưng mà các bác mà đánh mà muốn ăn được cá mà không sợ bong con nào thì các bác đánh cứ giải dây ra thì sẽ khó bong. Em đánh cần 4 mét rưỡi em toàn đánh có hai trục có 2 mét đến 2 mét rưỡi, các bác đánh khoảng 3 mét rưỡi là vừa tầm đẹp để cái nóng cuối thôi. Đó. Đây. Kéo ra nó thường vào nóng cuối nhá. Các bác có để nóng cuối bởi vì nó còn độ dài dài dây của lưỡi nữa, các bác cắt lên tới trên này thôi nhá. Đây các bác cắt cắt lên tới trên này thôi. Để lại ống cuối dây từ ngọn xuống, các bác để lại cái ống cuối để phù hợp với cái chiều dài dây của lưỡi này. Mà các anh em muốn vào kiểu nó đánh bạo lực hơn thì có thể cho ngắn dây. Rồi, dây từ trên ngọn cần xuống này. Các bác làm nên một hạt chặn chặn trên trên cái hạt này búng mất đó, một hạt chặn trên các bác nhé, một hạt chặn trên này và linh đây. Hôm này thì em có mỗi gói linh hơi to. Từ cái giấy này lại tận thế này thu lại đó. Đây em còn mấy cái ninh này nó hơi to, lỗ nó to quá. Khi khi nên làm gửi đồ các bác em phải bóp cái này vào kiểu nó cái hạt này nó chui qua đấy, coi nhìn chưa. Đấy hạt chặn này nó chui qua. Nghe này anh em có ninh nhỏ hơn thì ok ngay, mà đợt này em nhập về cái hơi to. Nó gửi cho khách toàn phải bóp. Đấy, không. Bó kìm mà cho cái này nó nhỏ lại để cái hạt chặn của mình không chui qua cái. Quẩy với cái điện thoại quá. Nó lên trong này trong tối thì là nó lấy nét hơi chậm. Đấy, ok anh nhá. À, như này để đấy hạt chặn mình không chui qua này. Kéo lên. Và bây giờ sẽ làm một cái ninh còn lại. Còn lại các bác buộc như này cho em. Đút hai đầu dây qua này, qua cái lỗ của nó này. Thít cũng cuốn khoảng 3 đến 4 vòng, một vòng này. Hai vòng này. Ba vòng. Em cần chung là cái loại dây dù này anh em cần thít khoảng 3 vòng thôi, siết là rất là chắc. Đấy, xỏ cái dây ngắn qua lỗ. Siết vào. Đấy. Cực kỳ chắc chắn. Ok. Rồi, bây giờ anh em sẽ cắt cái phần đoạn dây thừa này đi nhé. Cắt. Rồi. Đấy, thế là chúng ta đã được một cái ninh. Đấy cái hạt chặn pháo cứ chạy lên chạy xuống. Đấy, các bạn. Và bây giờ thì cái ninh ở trên này anh em này, cái ninh hạt ở trên này thì các bác sẽ là gắn phao. Đối cây 10H này thì anh em đây khách họ cây 10H này họ đặt cái loại phao này, phao bầu 20 đối ngọn được anh em ạ. Đấy 10H là đánh bầu 20 là ngon. Móc nó vào cái hạt chặn này. Đó. Móc nó vào cái hạt chặn phao nó và lông sâu thì anh em căn 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 chỉnh cái hạt chặn trên này thôi, đúng không? Lông sâu các bác chỉ căn chỉnh cái hạt chặn trên thôi. Đó. Cứ chạy hạt chặn nó cứ chạy lên chạy xuống, nước sâu thì mình kéo hạt chặn lên, lông thì kéo hạt chặn đuôi xuống.
Và cái này thì mình móc vào lưỡi. Đây các bạn này, đấy cái lưỡi mục đích vừa buộc cái dây thòng lọng này để làm gì, để móc cái ninh vào đây. Nhìn chưa, móc cái ninh vào đây. Đó. Thế là xong, rất chắc chắn luôn. Các nhìn chưa, móc cái ninh vào rất rất là chắc chắn luôn. Máy này lấy nét trong tối kém thật đấy. Đấy, bao nhiêu nó chắc chắn. Ừ. Khi anh em câu xong nó không về thì mình chỉ cần tháo cái lưỡi ra thôi. Đấy, tháo cái móc lưỡi này là xong đấy, tháo phao ra là xong. Đấy, rất là đơn giản thôi. Kể cả đối với cần máy các bác cũng buộc như thế này nhé. Tháo lưỡi tháo phao xong mà dây mình quặn mà nó ok. Và anh em nhớ là đánh lưỡi nục thì bao giờ người ta cũng đánh là nó phải chạm đáy các nhá. Nhiều anh em mới đánh thì không biết cứ hỏi đánh nửng hay đánh chạm đáy, cái này đánh chạm đáy. Đấy. Và khi anh em mua đồ về mà nước của mình đây các bác hạ xuống rồi, nước của mình nông quá đấy thì cái quả phao sẽ nổi hẳn lên này, thì anh em phải kéo hạt chặn nuôi xuống, hoặc là nếu mà nông quá nữa thì anh em phải buộc lại cái dây trục của lưỡi này cho nó ngắn ngắn lên để kéo cái hạt chặn nuôi xuống, thì cái lưỡi mới kéo được quả phao dựng đứng này, và khi nào nước nó chỉ thò một cái chóp này là ok. Còn anh em mà câu nước sâu ấy, nhiều bác về bảo quái nào bác căn phao thì cho em, mà khi em thả lưỡi cái nó chỉ mất phao thì anh em lại phải kéo cái hạt chặn nuôi lên. Đấy, cứ nuôi lên kéo lên tới bao giờ mà cái quả phao nổi cái nụ này nó ok. Đấy. Đánh lục rất là sướng các bạn, khi nó nổi cái nụ này các bạn nhá, cá nó bập 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 giật phát đóng luôn, không chạy được. Đánh lục sướng nhất là cái cảm giác như thế. Rồi chúc anh em thành công nhé. Em cũng đóng đồ em gửi luôn cho khách đây. Và anh em muốn mua một bộ lục, đây tất cả loại đồ lục em làm sẵn một bộ chục, các bác về chỉ câu đây thì cứ liên hệ với em, số Zalo em để bên dưới. Em làm sẵn cho các bác luôn, để chỉ có câu thôi, không phải căn chỉnh gì đâu. Rồi, hẹn gặp lại các bác trong tất cả video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt. Đây. Và anh em nhớ câu lục là phải câu nên câu cái loại dù này các bác ạ. Dù này các bác ơi, hôm nọ em đi câu con chấm cỏ nó còn bơi hẳn lên mặt nước mà nó đập cái con dây dù này, đập phát con dù này nó lôi đi, nó tưởng như là kiểu tảo hay là rong rêu ấy, đúng như màu như kiểu màu rong rêu ấy. Câu lục bằng cái loại này thì cá nó không bị nhát các bạn, mà sợi rất là nhỏ luôn, tải bốn mấy cân. Cái này các bác buộc cái cột cho bác đu người kéo mà không đứt cơ mà. Đấy, sợi rất bé bé như sợi chỉ luôn, dù cực kỳ tốt, các bác nên chơi loại này.